Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các ngươi không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các ngươi chẳng được vào nước trời đâu. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các ngươi, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu người đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính chào cộng đoàn phụng vụ thân mến. Chúa Giêsu hôm nay giáo huấn cho các tông đồ, cũng là giáo huấn cho từng người chúng ta về đời sống luân lý, đời sống tương quan giữa chúng ta với nhau. Chúa Giêsu nói: Nếu các ngươi không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các ngươi chẳng được vào nước trời đâu. Như vậy công chính hơn những người luật sĩ và biệt phái là thế nào? Người công chính mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải theo kiểu công chính của những người Pha-ri-siêu biệt phái luôn luôn câu nệ luật lệ một cách hà khắc và bắt người ta noi theo. Nhưng sự công chính mà Chúa Giêsu đòi buộc nơi các tông đồ đó là một con người có lương tâm ngay thẳng, biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mà ngay lúc này đây chính là lời của Thầy Giêsu. Chúa Giêsu mới giải thích tại sao sự công chính đó phải cần, và sự công chính đó là sự công chính thế nào. Ngài nói: Luật xưa dạy rằng không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Chúa Giêsu nâng cái mức này lên cao hơn, xa hơn nữa trong mối tương quan giữa con người với nhau, bằng việc Chúa Giêsu đã nói: Ai gọi anh em mình là ngốc thì bị phạt trước công nghị, mà ai giận anh em mình thôi là bị đáng bị tòa án đưa ra trước tòa án rồi. Do đó Chúa Giêsu ngài ca ngợi mối tương quan giữa con người với nhau, sống có sự hiền hòa. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy xem, ở trong nhà của chúng ta, trong dòng họ chúng ta, chúng ta thấy điều gì? Người chúng ta thương là người ở đâu? Và người chúng ta ghét là người ở đâu? Có phải người chúng ta thương cũng là những người gần chúng ta, người chúng ta ghét cũng là những người gần chúng ta không? Bởi vì sao chúng ta không thương nhau được? Bởi vì người đó không làm theo ý của tôi. Do đó trong cuộc sống này, con người rất hay làm những chuyện rất lạ lùng, nhất là những quốc gia phát triển. Người ta có thể sống chung với chó, với mèo, với vịt, với heo, và có thể nói chuyện với chúng, nhưng họ không nói chuyện được với người. Vì sao? Vì những con vật đó nó không biết cãi lời của họ, nó ngoan ngoì với mệnh lệnh của họ,
cho nên họ rất yêu nó. Và khi qua đời, họ đã để lại tài sản của mình cho những con vật đó. Chúng ta thấy mất đi giá trị nhân văn rất lớn. Chúng ta nhìn xem trong gia đình của chúng ta đã đang ghét ai? Tại sao chúng ta ghét họ? Chúng ta có hiểu họ chưa? Hay chúng ta vẫn còn muốn họ làm theo ý của mình? Vì mình nghĩ điều họ làm là tốt cho họ và tốt cho chính mình nữa, chứ không phải riêng cho họ không đâu. Do đó chúng ta rất là hay ghét nhau khi ở gần nhau. Và chúng ta cũng rất thương nhau khi ở gần nhau, khi chúng ta hợp ý nhau. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, nhất là ông bà anh chị em là những người đang ốm đau bệnh tật, luôn luôn nhận ra những người gần gũi mình, chăm sóc mình là những người rất thương mình. Có thể trong lúc chăm sóc chúng ta, trong lúc phục vụ cho chúng ta, họ có những thái độ, những cử chỉ không làm cho chúng ta được hài lòng, nhưng chúng ta cứ hãy vui vẻ hoan hỷ để bỏ qua và hãy yêu thay vì giận, hãy quan tâm thay vì thờ ơ lạnh nhạt, hãy nói những lời lẽ dễ nghe thay vì những lời xúc phạm nhau, hãy để lời của Thiên Chúa cư ngụ trong lòng của chúng ta, và lời đó sẽ biến đổi trái tim của chúng ta nên giống trái tim của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trong luật yêu thương của Chúa có một điều đặc biệt, đó là hãy tha thứ cho nhau. Tha thứ là điều kiện để được thông hiệp với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta bao lâu còn thời giờ, nghĩa là còn đang sống, thì hãy lo giao hòa với Chúa, với anh em và lo canh tân đời sống. Đừng để khi ra trước tòa trung thẩm, chúng ta không còn cơ hội để sửa sai nữa, và chúng ta sẽ phải đền trả nơi luyện tội cho tới khi đủ số ngày, nghĩa là cho đến đồng xu cuối cùng. Trong cuộc sống thường ngày, chắc chắn chúng ta ít có dịp để tha thứ cho những xúc phạm nặng mà anh em đã đụng chạm đến mình. Nhưng những phiền lòng nho nhỏ thì không thiếu. Do đó chúng ta luôn luôn được mời gọi để tha thứ cho nhau. Thật ra tha thứ không phải là điều dễ, nhưng đó lại là một điều kiện để tôn vinh Chúa một cách xứng đáng nếu ta đang dâng của lễ nơi bàn thờ. Và sực nhớ có người anh em đang có điều bất bình với ta, hãy đặt của lễ trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước rồi đến dâng của lễ. Chúa Giêsu đã đòi hỏi một cách quyết liệt, rõ ràng như vậy. Tha thứ không có nghĩa là một sự cắt đứt, nhưng là bắt đầu lại những tương quan tốt đẹp với người khác. Theo gương Chúa đã tha thứ cho mỗi người chúng ta, nên chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con. Có một câu chuyện nhỏ đã được kể trong một lớp học về đời sống. Thầy giáo mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc muốn tha thứ cho người khác, hãy viết tên người đó vào cái củ khoai tây rồi bỏ vào trong túi nhựa. Sau đó, thầy đòi các học trò phải mang cái túi khoai tây đó ở bên cạnh mình. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ. Chỉ một thời gian ngắn, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng kè kè một cái bao những củ khoai tây. Có những người đang giận 4-5 người viết 4-5 tên vào những củ khoai tây. Có những người ít hơn thì cũng một vài củ. Tình trạng này tệ hại hơn khi những củ khoai tây
bắt đầu thối rữa rỉ nước. Cuối cùng họ xin ông thầy cho quẳng hết cái khoai tây đó đi để cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Thầy giáo lúc bấy giờ mới nói với các học viên: các em thấy lòng oán giận và thù ghét người khác sẽ làm cho chúng ta nặng nề và khổ sở. Càng oán giận càng không tha thứ, chúng ta cứ đem theo cái gánh nặng đó bên cạnh mình, rồi với thời gian nó thối rữa, nó khó chịu, chúng ta vứt đi, thì chúng ta hiểu khi tha thứ nó nhẹ nhàng biết chừng nào. Anh chị em thân mến, Mẹ Teresa đã bảo chúng ta nếu thực sự muốn yêu thương thì phải học cách tha thứ. Với Thiên Chúa, Ngài tha thứ cho chúng ta không điều kiện vì Ngài yêu chúng ta đến tột cùng. Với anh em, chúng ta cũng cần phải tha thứ và bao dung không điều kiện, bởi vì như vậy chính lòng chúng ta sẽ được bình an. Amen. Thưa anh chị em, tiên tri Isaiah thì nhắc chúng ta rằng nếu kẻ công chính bỏ đường công chính của mình, nó sẽ phải chết. Và nếu ngược lại, kẻ tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về đường công chính, nó sẽ sống. Vậy anh chị em đang là người công chính hay là người tội lỗi? Vậy anh chị em đã từng bỏ cái quá khứ, những gì thuộc về tội lỗi để thật sự trở thành công chính chưa? Không ai trả lời cho chúng ta thay cho chúng ta được cả. Chỉ mình mới có thể trả lời được trước mặt Chúa mà thôi. Tôi đang ở trong đường công chính hay trong đường tội lỗi? Và trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến hai điều. Trước hết, Chúa dạy không được nguyền rủa anh em, không được mắng ai là khùng, không được bất bình với ai cả. Chỉ cần ngươi thịnh nộ với anh em ngươi thì ngươi đã bị tòa án xét xử. Chỉ cần ngươi nói anh em ngươi là khùng thì ngươi sẽ bị vạ lửa địa ngục. Phẫn nộ với anh em ngươi thì ngươi sẽ bị phạt trước công nghị rồi. Cho nên là chỉ cần mắng anh em, chỉ cần ghét anh em, chỉ cần không sống cho đúng với anh em đã là lỗi trước mặt Chúa. Vì thế cho nên nếu chúng ta cứ xét điều đó thì chúng ta thấy rõ ràng chỉ cần một hành động nhỏ xúc phạm đến người xung quanh đã là người không công chính, đã là người mà như tiên tri Isaiah nói phải chết, không công chính. Người công chính bỏ đàng công chính của mình thì nó sẽ chết. Nhưng nếu người tội lỗi biết mình có những lỗi lầm, biết mình có những lúc yếu đuối, chúng ta trở về với Chúa, bỏ đàng tội lỗi ấy để trở thành người công chính, nó sẽ sống. Điều mà tiên tri đã từng khẳng định. Và kế tiếp Chúa Giêsu còn nhắc, nếu thấy mình bất bình với anh em, với ai đó, chúng ta hãy làm hòa. Đi lễ, đọc kinh, thờ phượng Chúa đúng là việc đạo đức cần phải làm. Thế nhưng đi lễ, đọc kinh, thực hiện những hành vi đạo đức mà rồi chúng ta gây cấn với người xung quanh, chúng ta lại trở thành kẻ thù nghịch với anh em của mình, không có ích gì. Chúa bảo hãy để của lễ lại, trước khi dâng lễ hãy làm hòa đã, rồi trở lại dâng lễ. Lại chúng ta phải quy vào con đường của sự công chính. Nếu không sống hòa thuận với người khác là người không công chính. Rõ ràng Chúa đòi phải trở thành người công chính trong việc làm hòa với người khác mà. Cho nên rõ ràng đó không là người công chính nếu trong lòng chúng ta còn ghét, còn tị hiềm, còn oán giận, còn để bụng, còn muốn trả thù ai, thì rõ ràng chúng ta đã trở thành người không công chính. Lại một lần nữa tôi nhắc anh chị em, khi Chúa bảo chẳng cần phải giết người thì mới bị phạt đâu. Chỉ cần chúng ta sống không công chính theo nghĩa đó, Chúa bảo người công chính bỏ đàng công chính nó sẽ chết. Vậy chúng ta hãy từ đó mà suy nghĩ để sống mùa chay
và để khởi đi từ mùa chay này, chúng ta trở thành người công chính thật sự khi chúng ta sống gắn bó với Chúa và hết lòng với mọi người xung quanh, yêu thương như chính Chúa yêu mình và yêu chúng ta, yêu anh chị em như chính mình yêu chính bản thân vậy. Đó là điều chúng ta cần phải thực hiện và sống trong mùa chay, để từ mùa chay này ta trở thành người công chính như Chúa muốn. Nếu các ngươi không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các ngươi chẳng được vào nước trời đâu. Đó là lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ năm xưa và cũng là đang trìu mến nói với mỗi người chúng ta. Phải công chính hơn các luật sĩ và biệt phái. Công chính hơn các luật sĩ và biệt phái là làm sao? Thưa là chúng ta giữ luật không chỉ dừng lại ở việc phải giữ, nhưng tất cả mọi điều làm đều xuất phát từ con tim, lòng yêu mến Chúa Giêsu, tôn trọng anh chị em, không chỉ dừng lại không giết người, nhưng còn ý thức rằng hình ảnh của anh chị em là hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa, cho nên mình phải yêu mến anh chị em vì yêu Chúa Giêsu nên yêu anh chị em, không chỉ dừng lại ở không giết người hành động, nhưng từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm luôn cố gắng để làm cho anh chị em vui, luôn nói tốt, nghĩ tốt về anh chị em của chúng ta và luôn cộng tác với anh chị em của chúng ta trong mọi hoàn cảnh để cùng nhau làm sáng danh Chúa. Amen. Quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, có thể nói rằng Ngài cho các môn đệ thấy giết người là một việc tội, nhưng đôi khi trong cách cư xử của chúng ta cũng mang lại những hệ lụy rất là xấu như là việc giết người vậy. Khi Chúa Giêsu nói ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Có vẻ Chúa Giêsu đang phân định mức độ nghiêm trọng của các kiểu mà chúng ta đối xử với nhau. Đối xử khi chúng ta giận hờn, chúng ta mắng anh em mình, chúng ta chửi rủa anh em mình thì cũng không khác gì chúng ta đã cách này hay cách khác giết người anh em của mình. Quý ông bà và anh chị em, có lẽ khi nói đến sự giận, tức giận ở đây thì chắc không ai chúng ta tránh được cái lỗi lầm đó. Tức giận với vợ, tức giận với chồng, tức giận với con cái cháu chắt, có thể nói rằng chúng ta đã thường trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong nỗi khó khăn. Thật sự chúng ta cũng cảm nghiệm được thấy rằng khi sự tức giận là một trong những cảm xúc cơ bản nhất của con người chúng ta. Người nào có thể nói rằng tôi chưa bao giờ trước tức giận bao giờ, không ai thoát khỏi cái sự cảm xúc đó. Và sự cảm xúc đó đến với chúng ta, nó không phải đến một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ nhận được cái cảm xúc đó, nó nảy sinh ra trong sự căng thẳng của cuộc sống, trong những sinh hoạt của cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm thấy đôi khi nhịp thở tim của chúng ta tăng lên, chúng ta cảm thấy huyết áp của chúng ta tăng lên, rồi có những cái phản ứng mà có thể nói từ cơ thể, từ tâm trí chúng ta muốn quyết định rằng một là chiến đấu, hai là chạy trốn, một là phải làm cái gì đó để nó qua đi cái sự tức giận đó bằng cái lời nói, bằng cái cử chỉ của chúng ta.
Rồi có thể nói là nếu chúng ta không có cái cách để mà quản lý cái cơn tức giận của chúng ta thì luôn luôn có những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đến sức khỏe cũng như tinh thần của chúng ta, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến cộng đoàn. Đó là chưa kể đến những lúc cơ thể của chúng ta, con người chúng ta cảm thấy nhức đầu, tiêu hóa không được, rối loạn hô hấp, rồi bị viêm khớp, rồi hệ thần kinh của chúng ta cũng có thể nói rằng bị rối loạn. Có thể nói đây không phải chỉ ảnh hưởng đến những người lớn tuổi, nhưng cả thế hệ trẻ ngày hôm nay, sự tức giận luôn luôn là cái mối đe dọa mà chúng ta cần phải có cách nào để xử lý những cái cơn giận của mình cho nó phải lối. Trước tiên, chúng ta cần phải thừa nhận sự tức giận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, Ngài biết mọi sự mà chúng ta chối bỏ rằng chúng ta không tức giận, thì có lẽ chúng ta đang giả vờ với một đấng hiểu biết, thông biết mọi sự. Thứ hai là chúng ta phải học cách khi có tức giận thì cũng phải tức giận một cách chậm rãi. Nhường một lời nói để tìm hiểu xem rằng có đáng để tức giận hay không. Thứ ba, chúng ta phải đổi niềm tin của chúng ta với Thiên Chúa. Đây có nghĩa là chúng ta cần phải tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta để những cảm xúc của chúng ta, từ niềm tin của chúng ta về Thiên Chúa, chúng ta phải mang cái sự tức giận đó đến với Thiên Chúa để Thiên Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và thứ tư, chúng ta phải xưng nhận những niềm tin sai lầm, những sự sai lầm của chúng ta và cần phải sám hối. Đây là những lúc chúng ta sẽ chạy đến với bí tích giải tội, tìm đến với Thiên Chúa để chúng ta tìm thấy được sự ăn năn thống hối, để chúng ta nhận được ân sủng của Thiên Chúa qua bí tích giải tội, để chúng ta có thể xin lỗi người anh ưa em của chúng ta, để chúng ta có thể xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta đã vấp phạm vì sự tức giận. Và cuối cùng, chúng ta phải đặt sự tức giận của chúng ta dưới một sự quản lý mới, một tương quan mới. Ở đây chính là tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta phải có thể nói rằng đầu phục với Thiên Chúa và lời của Ngài. Vì dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, chắc chắn cơn giận của chúng ta sẽ được càng ngày được định hình và kiềm chế bởi một loại tự chủ mới. Không phải chỉ con người chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta tự chủ được cái sự tức giận, cái sự giận hờn ở trong cuộc sống mà ngày hôm nay chính Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, để chúng ta phải vượt qua được khi chúng ta tức giận với người anh em của mình, tức giận với những người thân thương trong gia đình, trong cộng đoàn. Xin Chúa giúp cho soi sáng cho chúng ta nhận ra những bước đi, những sự lành thánh để chúng ta có thể sống đạo trong mùa chay thánh này,
giúp cho chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa để rồi Ngài nâng đỡ, giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta luôn luôn có được sự bình an trong nơi cá nhân, mỗi người chúng ta, nơi gia đình và trong cộng đoàn. Amen. Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa chay hôm nay mời gọi mỗi chúng ta sống sự công chính mới của thời Tân Ước. Sự công chính không đặt ở chỗ chu toàn lề luật một cách tỉ mỉ chỉnh chu, nhưng sự công chính mới chính là sống đức ái. Đức ái mời gọi mỗi chúng ta ra khỏi chính mình, đi bước trước đến với tha nhân. Bác ái mời gọi chúng ta hãy quảng đại, hãy tha thứ. Và nếu như có ai có chuyện bất bình với chúng ta, hãy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã. Xin mỗi chúng ta ý thức, không phải chúng ta bất hòa với người khác, chúng ta mới cần xin lỗi. Đức bác ái mời gọi chúng ta đi bước trước, ngay cả những người anh em bất hòa với chúng ta đi bước trước để giao hòa với họ. Tinh thần của sám hối mời gọi thực thi ơn tha thứ, mời gọi thực thi điều tốt đẹp cho anh chị em mình. Và chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta biết sống sự công chính mới này, không phải như những người Pharisêu và các kinh sư. Họ tuân giữ lề luật một cách máy móc nhưng thiếu lòng mến. Chúng ta cần đưa lòng mến vào trong tất cả sinh hoạt của đời sống, qua tất cả những việc chúng ta chu toàn lề luật, chu toàn với lòng yêu mến trong tư cách là con cái của Chúa, chứ không phải là những nô lệ trong sự sợ hãi. Chỉ khi nào chúng ta sống lòng mến như thế, chúng ta mới đang sống một cách công chính hơn như Đức Giêsu mời gọi. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con sống sự công chính mới của thời Tân Ước này, sự công chính của tình yêu, sự công chính của đức ái. Xin cho chúng con ra khỏi con người ích kỷ, con người cũ, con người tội lỗi của mình, con người đầy ghen tương, đầy hận thù, đầy chia rẽ, để chúng con sống con người mới, con người của đức ái, con người của biết yêu thương. Xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Amen. Dẫu cho tội lỗi có ngập tràn, ân sủng Chúa mãi luôn là luôn chứa tràn. Vững tin nơi Chúa rất từ nhân, xin đón nhận hồng ân Chúa ban tặng. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, đưa hợp đôi mới trong tình Chúa bao la, cho đời con mãi là khúc tăng ca.
xa lìa Chúa với bao là bao lỗi lầm. Có hay rằng Chúa vẫn chờ mong con chớ về vòng tay Chúa mơ rộng. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, đưa hợp đôi mới trong tình Chúa bao la. Cho đời con mai là khúc tân ca, để tan dương tình yêu Chúa hai hà. Ân sủng Chúa mãi luôn là luôn chứa tràn, vững tin nơi Chúa rất từ nhân. Xin đón nhận hồng ân Chúa ban tặng. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, hợp đôi mới trong tình Chúa bao la. Cho đời con mãi là khúc tân ca, để tan dương tình yêu Chúa hai hà. Dẫu cho cuộc sống tháng ngày qua xa lìa Chúa với bao là bao lỗi lầm, có hay rằng Chúa vẫn chờ mong con trở về vòng tay Chúa mơ rộng. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói có hai thứ thước để đo mức công chính. Thước đo của người biệt phái là xem mình có giữ luật đàng hoàng hay không. Thước đo thứ hai là của môn đệ Chúa Giêsu. Họ xem mình có sống trọn tình yêu thương hay không. Người biệt phái và các môn đệ đều phải tuân giữ luật Chúa. Nhưng tại sao hai thước đo đó về sự công chính lại khác nhau? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Chúa đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ, đó là họ phải sống công chính hơn những người biệt phái. Công chính của người biệt phái là lo giữ luật cách chín chắn, không sơ sót chút nào. Giữ các khoản luật như họ là rất tốt, được khen ngợi. Nhưng có một điều đáng chê trách trong việc giữ luật này là họ giữ luật một cách máy móc, không chút tâm tình. Họ cứ luật mà xử mà không xét đến tình người. Còn sự công chính của các môn đệ Chúa là giữ mọi khoản luật với tâm tình yêu thương, thương người như anh em và thương Chúa như cha mình. Tâm tình yêu thương là điều làm cho hai thước đo của các Pharisêu và người môn đệ Chúa khác nhau. Chúa Giêsu còn đưa ra thí dụ về cách giữ một số khoản luật. Chẳng hạn, luật không được giết người. Môn đệ Chúa không chỉ tránh giết người mà còn phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em. Vì thế, không nên phẫn nộ với anh em, không nên chửi rủa anh em, không nên giận hờn hay gắt gỏng với anh em mình.
họ phải sống chan hòa và yêu thương mọi người, không chỉ trong hành động, mà còn trong lời nói. Do đó, nếu có chuyện bất bình với anh em, thì người môn đệ Chúa cần phải chủ tâm đi làm hòa với họ trước, rồi mới đến dâng lễ vật cho Chúa. Thực vậy, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa là cuộc sống đầy lòng yêu thương. Tuy nhiên trong cuộc sống, dù một người hiền lành đến mấy, cũng không tránh khỏi cơn tức giận với anh em mình. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nổi giận với những người buôn bán gia súc trong đền thờ kia mà. Vậy, người môn đệ Chúa có thể giận, nhưng đừng ghét. Nói cách khác, chúng ta không chấp nhận tội lỗi hay những hành vi xấu. Nhưng, chúng ta không ghét người có tội, bởi vì ghét có nghĩa là loại trừ họ. Chúa Giê-xu tố cáo tội lỗi, nhưng lại thương những người tội lỗi và thường đứng về phe họ trước sự chỉ trích phê bình của những người Pha-ri-sêu và biệt phái, những người tự cho mình là công chính. Người môn đệ Chúa có thể giận, không có nghĩa là khuyến khích họ giận. Nhưng tốt hơn cả, một người biết mình nóng tính nên cố gắng tập sống tha thứ, tập sống dịu dàng, vui vẻ với mọi người. Từ từ, người đó sẽ làm chủ được những cơn nóng giận của mình. Khi chúng ta cố gắng luyện tập con người mình trở nên công chính, thì chúng ta đang sống yêu thương Chúa và tha nhân. Như thế, chúng ta đang sống công chính như Chúa dạy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát sống công chính trong từng phút giây với một con tim mến Chúa và yêu người. Amen. Thank you.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của tin mừng Matthew, sau khi công bố khai mạc nước trời bằng các mối phúc thật, Đức Giê-xu đưa ra 5 lời mời gọi các môn đệ và thính giả kiện toàn lề luật để thể hiện sự công chính mới. Và trích đoạn lời Chúa hôm nay chính là lời mời gọi đầu tiên. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Các môn đệ Đức Giê-xu không những phải tránh sống đạo hình thức theo kiểu các kinh sư và Pha-ri-sêu, mà hơn nữa, cho dù trong các kinh sư và Pha-ri-sêu cũng có người sống luật Mô-xê thật tình, thì từ đây sống như vậy đã không đủ để được hạnh phúc nữa. Bởi vì Đấng Mê-si-a đã đến. Từ đây, phải tin vào người và sống theo lời người dạy mới được vào nước trời. Từ đây, phải được Kitô hóa. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đức Giê-xu cho thấy có nhiều cách để giết người, chứ không hẳn chỉ có thể giết người về phương diện thể lý. Chẳng hạn như bằng việc giận dữ với anh em, bằng việc khinh thường anh em khi mắng họ là đồ ngốc, hay bằng việc chửi anh em là quân phản đạo, tức là những kẻ điên rồ về phương diện luân lý. Như vậy, không phải chỉ giết người mới có tội, nhưng người nào giận anh em mình là đã có tội và đáng bị xử phạt, và hình phạt cao nhất là bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, tức là bị loại trừ vĩnh viễn. Như thế, điều luật cũ vẫn còn. Nhưng Đức Giê-xu đòi nó phải đi sâu vào nội tâm và kiểm soát cả đến ước vọng cùng những động lực thầm kín nhất của con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu nhắm tới cõi lòng như là trung tâm của sự ước muốn và chọn lựa. Nếu như những ước muốn xấu xa và bị cấm đoán không được nhổ rễ và cắt đi, tâm hồn sẽ bị hư hoại. Và thân xác sẽ trở nên nô lệ cho tội lỗi và đam mê. Tuy nhiên, chúng ta cũng chẳng thể tự thanh tẩy bản thân nếu chỉ với nỗ lực riêng cá nhân mình. Chỉ một mình Thiên Chúa và ơn thánh của người mới thanh tẩy được chốn thẳm sâu nơi tâm hồn chúng ta mà thôi. Vì thế, trong những ngày chay thánh này, chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá Chúa Kitô để nhìn thấy mẫu gương siêu việt của tình yêu và sự tha thứ, để cảm nghiệm sức mạnh của sự nhân từ và ơn thánh Chúa, mà nhờ đó giúp chúng ta chế ngự những ước muốn xấu xa, gột rửa mọi đam mê ích kỷ, thanh tẩy những dục vọng tội lỗi. Chỉ có tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của tính kiêu ngạo bị tổn thương và sự hận thù cay đắng. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Amen. Cho con biết yêu thương nhiều, cho dẫu người đời có vô tâm, xin cho cái tôi không còn, con biết hòa mình trong thiện ý.
cho hận thù. Xin Ngài đổi mới con tim. Đổi mới con tim, xin cho con đổi mới tim con. Một con tim kính Chúa yêu người, lạy Chúa thương con, xin ban ơn. Theo lối đường vì Chúa yêu thương, cho con bên tin kiên cường, cho dẫu đời đổi thay ngàn hướng. Lạy Chúa, Ngài luôn biết con hèn yếu, tim con nhỏ nhen ngừng ngờ, xin Ngài đổi mới con tim. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào thời Thế chiến thứ nhất, khi nhận được tin con trai yêu quý của mình tử trận, nữ bá tước Lissy rất đau khổ và hầu như mất cả nghị lực. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng lao mình vào việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện do bà sáng lập. Một ngày nọ, một binh sĩ Đức được chở tới bệnh viện. Dù người lính này thuộc phe đối nghịch, nhưng bà vẫn tận tình săn sóc. Khi soạn đồ đạc của anh, bà thấy chiếc ví và đồng hồ của con trai mình trong túi áo người lính. Vừa bàng hoàng, vừa tức giận, bà đã thốt lên. Đây đúng là kẻ đã giết con tôi. Nhưng ngay lúc đó, một mảnh giấy trong chiếc ví của con bà rơi ra. Bà vội nhặt lên đọc. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt. Mẹ yêu quý, con luôn nhớ đến và cầu nguyện cho mẹ. Nếu chẳng may con tử trận, xin mẹ đừng quá đau buồn. Hãy can đảm chịu đau khổ và cầu nguyện cho con. Sau một hồi xúc động, bà cúi xuống, tiếp tục săn sóc người lính một cách tận tình. Những giọt nước mắt tha thứ trào ra từ đôi mắt của bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người xưa thường nói, nhân vô thập toàn. Là người, ai cũng có khiếm khuyết, lỗi lầm, ai cũng cần được tha thứ. Hôm nay, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết tha thứ là điều kiện để tôn vinh Thiên Chúa một cách xứng đáng nhất. Vì khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Việc để của lễ lại là kiểu nói diễn tả ý muốn hòa giải. Vì chúng ta không thể đến với Chúa mà lòng còn ngổn ngang những tức giận, ghen tương, đố kỵ. Chúng ta không thể thực sự kính Chúa nếu lòng thờ kính ấy không cắm rễ trong sự giao hòa với anh em. Mọi nghi lễ đạo đức sẽ trở nên vô nghĩa nếu hòa bình không ngự trị giữa những người cử hành. Cũng thế, ông bà ta vẫn dạy, một sự nhịn là chín sự lành. Tha thứ, nhịn nhục không phải là quên đi lỗi lầm của người khác, nhưng là đón nhận họ với tất cả sự cảm thông, tha thứ cho người khác để ta cũng được người thứ tha. Nhiều người cảm thấy bất an, khô khan trong đời sống đạo đức. Tham dự thánh lễ nhưng tâm hồn vẫn như ở xa Chúa, vì họ đang bị ngăn cản bởi sự bất hòa, ghen tương, chia rẽ. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đến gần anh chị em của mình hơn trong việc cảm thông, tha thứ và thành tâm kiến tạo tình huynh đệ. Bước vào mùa chay thánh, ước gì mỗi người chúng ta biết nhìn nhận sự yếu đuối và những giới hạn của bản thân để khiêm tốn sống giữa anh chị em
và quảng đại đón nhận anh chị em của mình trong tinh thần cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa, xin cho con lòng yêu mến Chúa tha thiết để với thái độ sám hối chân thành trong mùa chay thánh này, chúng con cũng sẵn sàng tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con. Xin cho chúng con nhớ lời Chúa dạy, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ hãy sống sự công chính mới. Công chính không như các biệt phái luật sĩ, nhưng là công chính hơn họ. Thế rồi, Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dạy liên quan đến lối sống công chính. Không những không được làm hại thân xác người khác, mà còn không được phẫn nộ, không bảo anh em là ngốc, không rủa anh em là khùng. Trong mạch giảng dạy, Chúa Giêsu tiếp lời rằng: hãy đi làm hòa với anh em trước khi dâng của lễ, hãy liệu làm hòa với kẻ thù trước khi ra đến mặt quan tòa. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống công chính hơn các biệt phái luật sĩ, không phải để thi thố sự thánh thiện hơn người. Công chính hơn các biệt phái luật sĩ, vì ở các ông tưởng có sự công chính, nhưng thực ra là không. Vì sự công chính không hề ở việc giữ luật chi li tỉ mỉ, nhưng bên trong tâm hồn thì mục nát, cay nghiệt, hà khắc. Công chính thánh thiện không thể có khi thiếu vắng bác ái. Công chính nhưng thiếu bác ái thì chỉ là công chính giả hình. Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về lối sống nghịch lý ấy. Đi theo Thầy Giêsu, Thầy sống tình yêu, Thầy sống cho người khác. Người môn đệ sẽ chọn lối sống này. Sống vì người khác, người môn đệ sẽ nhạy bén trong lời ăn, tiếng nói và hành động. Động thái hạ thấp danh dự người khác sẽ không được chấp nhận. Ở đây, khi nhắc đến luật Mô-xê, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ cao hơn thế. Tôn trọng người khác không chỉ ở thân xác, mà còn ở thân danh, nhân phẩm, tinh thần của con người. Vì người khác, người môn đệ sẽ không thể phỉ báng, nguyên rủa hay phẫn nộ cay đắng. Bởi thực chất, những động thái này là những hành vi xúc phạm cay nghiệt tha nhân. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Xúc phạm người khác là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến đem lại cho sự thánh thiện công chính một nội dung đích thực. Công chính ở đây không như các biệt phái luật sĩ, vì đó là thứ công chính nệ luật lệ, nhưng không màng đến linh hồn của luật là tình yêu. Đã phá quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái luật sĩ, Chúa Giêsu đưa tình yêu vào trọng tâm của luật. Giữ luật là giữ luật yêu thương. Trong chiều kích yêu thương, nếu ai không yêu thương anh em mình, thì làm sao có thể nói tôi yêu Thiên Chúa tôi? Ai không làm hòa anh em mình, làm sao có thể thanh thản hiện diện trước nhan Thiên Chúa và dâng của lễ lên người? Nếu ai đó bất bình hoặc gây lỗi với mình, một khi mình đi bước trước làm hòa, đồng nghĩa mình đã vượt qua những oán giận thù ghét thường tình. Đây cũng là một trong những biểu hiện của lòng yêu thương. Yêu nên dễ tha thứ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương anh chị em với tâm lòng chân thật, và xin cho chúng con đừng ràng buộc tha nhân với tình yêu vị kỷ nào đó. Amen. Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời.